Làng Đại Yên Hà Nội vốn được biết đến với nghề trồng cây thuốc nam. Gần 1.000 năm, những người dân trong làng từng tự hào là những ông lang, bà lang chữa bệnh. Nhưng ngày nay trong cơn lốc đô thị hóa, những mảnh vườn trồng thuốc nam dần nhường chỗ cho các dự án xây dựng. Làng Đại Yên bây giờ chỉ còn vài người già bám trụ với nghề. Với họ, trồng thuốc là để gìn giữ nghề tổ tiên và là hoài niệm về một vùng đất nổi tiếng thuở nào. Bà Nguyễn Thị Quế bắt đầu một ngày bình thường bên khu vườn nhỏ của gia đình. 85 tuổi, bà Quế có gần 80 năm gắn bó với cây thuốc nam. Vì thế, bà không chỉ thông thạo cách chăm sóc, đặc tính chữa bệnh của từng loại cây, mà còn có thể nghe kể bệnh để bốc thuốc. Cây cà thuộc dược, chữa về hen suyễn. Cây này là cây cối xay thì là chữa về tiểu tiện đái buốt. Hai cây này là tác dụng như thế. Là người làng Đại Yên, bà Quế cũng như hầu hết những cao niên còn sống trong làng đều thuộc nằm lòng các loại cây thuốc nam. Từ cả nghìn năm trước, ngôi làng này đã nổi tiếng bởi nghề trồng cây và bốc thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, ở Đại Yên có nhiều nhà cao tầng hơn. Bê tông sắt thép đã khiến những vườn cây lá thuốc xanh non dần bị thu hẹp và biến mất. Người ta chẳng còn mặn mà với cái nghề vất vả, cầu kỳ mà lại thu nhập thấp này. Và cũng như những nghề thủ công truyền thống khác ở Hà Nội, nghề làm thuốc nam ở làng Đại Yên dần bị mai một, quên lãng. Cái tuổi thanh niên bây giờ lại các cô lại thích đi làm, các cô lại không thích đi kiếm lá. Bây giờ còn một ít những người vị như tôi là tuổi già già thì chúng tôi vẫn đi, thì chúng tôi vẫn ham về cái tuổi cái nghề đất của các làng Đại Yên, em chúng tôi vẫn bám để cái truyền thống của cái làng Đại Yên nó nổi lên. Người làng thuốc bây giờ vẫn gắn bó với nghề. Cây thuốc vẫn được bán tại cổng làng. Tuy nhiên, thuốc không phải được trồng trên mảnh đất nghìn năm nữa. Chúng được họ tìm kiếm, nhặt nhạnh từ khắp các miền quê. Thực ra mà nói thì tôi thì phải cố giữ cái chỗ này. Thứ nhất là dòng cây để cứu người ai bệnh tật thì cứu. Thế còn mà bán đi thì nói thật với cô, bán trước hết trước, bán sau hết sau. Thì thôi cứ để giữ này mà thứ nhất là mình lao động cho nó khỏe. Mà lại có đồng gia đồng bào hàng ngày thu hoạch cái lá này nó cũng vui. Chứ còn tôi cũng không tha thiết bán đất, tôi cố giữ. Vẫn biết có cắt hết cả vườn cây thuốc để bán cũng không thể bằng bán đi một góc vườn. Nhưng bà Quế vẫn quyết tâm giữ lại. Dù lẻ loi giữa những âm thanh sôi động của thành phố, nhưng với những người như bà, nơi đây như một nốt trầm hoài niệm. Một nơi để nghĩ về mảnh đất từng nghìn năm gắn bó với nghề y.